mô tả này, chúng ta có thống kê suy luận này. Thế thì chúng ta có thống kê mô tả cho biến định lượng này, thống kê mô tả cho biến định tính này, thống kê suy luận cho biến định lượng này, thống kê suy luận cho biến định tính, tức là chúng ta có bốn cái thứ đó. Bạn Đinh Thanh Liêm: Thầy ơi, thầy giới thiệu cho em một kho cơ sở dữ liệu y dược online để tìm kiếm tài liệu ạ. Em cảm ơn thầy. Em hỏi câu hỏi này thì không biết là đã xem các video của tôi chưa? Tôi phải có hàng chục, có khi đến cả trăm cái video tôi nói về cái việc tìm kiếm tài liệu rồi. Thế thì em lên kênh YouTube của tôi nhé, đánh chữ là tìm kiếm tài liệu Vũ Duy Kiên, trong đó tôi giới thiệu rất là nhiều các cái phương pháp tìm kiếm tài liệu khác nhau. Thực tế như này này, cái điều quan trọng nhất của chúng ta không phải là tìm được bao nhiêu, mà quan trọng nhất được là những cái thứ mà mình tìm được ấy nó có liên quan đến cái nội dung nghiên cứu của mình hay không, và sau đó thì mình đọc và mình tìm hiểu những cái thứ nó tập trung vào cái nội dung nghiên cứu của mình. Bởi vì là nếu mà chúng ta không biết cách tìm ấy thì chúng ta sẽ tìm ra vô số, nó tìm phát nó ra hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, và chúng ta không bao giờ có thể đọc hết được, đúng không? Cái điều quan trọng nhất là mình khi mà mình tham khảo tài liệu là mình phải lấy được, sau đó mình đọc và mình hiểu nó, sau đó mình trích dẫn. Đấy, quy trình nó như vậy nhá. Đinh Thanh Liêm nhé, có rất nhiều câu hỏi chung chung như này thì không thể trả lời được, và tí nữa vào cái phần mà năm bí kíp đấy thì tôi sẽ chia sẻ thêm về về các cái định hướng để mình có thể tìm nhá. Bây giờ còn rất nhiều cách để tìm. Bạn Nguyên nhá, bạn Nguyên, bạn ấy có phản hồi là em học trên YouTube của thầy mà đã dùng được EndNote nhập liệu trên Epidata cài SPSS mà lệnh nhiều quá em chưa biết dùng lệnh thầy ạ. Tức là học ở trên kênh YouTube đã biết dùng EndNote rất tốt, biết nhập liệu tốt rồi đúng không? Thế còn chắc là liên quan đến cài SPSS đúng không? Thì tôi vừa hướng dẫn là cái nơi để em có thể thành thạo cái đấy đấy, thành thạo cái đấy, học cái lớp về SPSS của tôi nhá. Đấy. Hoặc là đi học các thầy cô khác cũng được, học ai cũng được, nhưng quan trọng phải đi học. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà không có đủ điều kiện để học đúng không? Đấy, chưa có điều không phải không có mà có thể là chưa đủ điều kiện để học, thì em có thể lên kênh YouTube của tôi ấy, tìm cái video về định hướng phân tích số liệu ấy. Đấy, đánh chữ là định hướng phân tích số liệu Vũ Duy Kiên. Đấy, đánh đúng cái từ đấy nhá, tôi đọc lại nhá: định hướng phân tích số liệu Vũ Duy Kiên. Đấy, thì trên đấy thì tôi có nói về cái tư duy về định hướng phân tích số liệu. Chúng ta có biến định lượng này, chúng ta có biến định tính này, chúng ta có mô tả này, chúng ta có thống kê suy luận này. Thế thì chúng ta có thống kê mô tả cho biến định lượng này, thống kê mô tả cho biến định tính này, thống kê suy luận cho biến định lượng này, thống kê suy luận cho biến định tính, tức là chúng ta có bốn cái thứ đó. Thế thì khi mà chúng ta học thì chúng ta phải nhẩm theo cái định hướng đấy, và sau đó thì mình áp dụng vào với lại các cái lệnh, thì lúc đấy chúng ta sẽ nhớ và chúng ta sẽ có thể ứng dụng được một cách rất là dễ dàng. Thế thì các bạn đang học cái lớp mà phân tích số liệu ấy thì vừa học buổi đầu tiên thì tôi đã dạy cho cái đấy rồi, và sau đó thì dần dần thì tôi sẽ từ cái kiến thức nền tảng đó thì mình sẽ áp các cái câu lệnh vào, và sau đó thì mình biết cách là gì, lấy các cái chỉ số và viết nhận xét. Đấy, quy trình nó như vậy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.